thực ra là mình cảm thấy rất là ấn tượng với sự chuyên nghiệp và sang trọng của thẩm mỹ. Thực ra Việt Anh nghĩ rằng cái nhu cầu làm đẹp là một cái nhu cầu thiết yếu vào thời điểm hiện tại, bởi vì ai cũng có nhu cầu làm đẹp cả, và quan trọng nhất là làm đẹp như thế nào, và phải lựa chọn những cái nơi mà uy tín, những cái nơi mà đảm bảo để chúng ta có thể giao cái gương mặt của mình, giao cái thân thể của mình cho cái địa chỉ uy tín đó. Và vì anh nghĩ rằng nếu đã tìm được một cái địa chỉ uy tín như vậy thì không có lý do gì mọi người phải ngần ngại về cái làm đẹp cả. Vì anh tin rằng là Doãn Lâm sẽ là một trong những địa chỉ uy tín để dành cho những người mộ điệu, những người mà luôn luôn có một cái nhu cầu làm đẹp một cách chính đáng và an toàn, thì Doãn Lâm sẽ là một địa chỉ như vậy.